Cái mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay, ngày thứ nhất là cái niềm vui của gia đình khi mà cháu Monica đã phục vụ gần 8 tháng ở Trung Đông và được trở về, thì đó là cái niềm vui của gia đình. Và kế tiếp nữa là trong cái dịp xuân về thì gia đình nghĩ rằng là đây là cái buổi tiệc là đón xuân và mừng cháu đã đoàn tụ về với gia đình an toàn. Và một cái điều mà muốn bật mí với lại tất cả các quý vị là cháu Monica sẽ tổ chức đám cưới ở Denver vào tháng 4 năm tới, là tháng 4 năm 2022. Chuyển mà mời thân hữu rồi mời họ hàng đi từ các nơi mà về để tham dự cái lễ cưới của cháu ở Denver thì rất là khó khăn và trở ngại cho các vị quan khách, cho nên là gia đình chúng tôi là đồng ý là không có gửi thiệp để mời. Vì để tránh cái sự phiền hà và cái đường xá thì xa xôi, mỗi lần đi như vậy là người ta hỏi Covid thì cũng khổ lắm, cho nên là chúng tôi không có gửi thiệp và báo tin cháu thành hôn làm lễ lập gia đình. Thì hôm nay để bật mí cái chuyện đó cho nên là cháu Monica mới thích mặc áo, rồi hôm nay là để mặc áo để tới đây để xin trình diện với lại tất cả các quý vị quan khách và các thân hữu để biết mặt chàng rể là ao son in law trong tương lai này. Thì nếu mà gặp gỡ thì mình cũng không có lấy làm mà bỡ ngỡ, vì đây là cái buổi tiệc là để cho cháu giống như là đến hôn. Thì hôm nay là trong cái buổi tiệc hôm nay trời tiết cũng rất là đẹp và quý vị đã bỏ thời giờ và cũng không quản ngại con Covid để mà đến để chung vui với gia đình chúng tôi, thì chúng tôi thấy rằng cái điều mà quý vị có mặt để tham dự buổi tiệc ngày hôm nay rất là quý báu và chúng tôi xin ghi nhớ mãi mãi ở trong lòng. Xin cảm ơn quý vị. Trong cái buổi tổ chức ngày hôm nay thì chỉ là buổi tiệc thôi chứ không phải là đám cưới hay là cái gì hình răng, cho nên là cũng sơ sài, và nếu mà có cái sự tiếp đón nó không có được chu đáo thì xin quý vị cũng nhiệt tình tha thứ cho chúng tôi. Và để tiếp tục là cháu Monica và Angelo sẽ tới đây, lên đây để nói vài lời cảm ơn tới quý vị. Thank you for coming and celebrating that with our family. We wish you a lot of health, happiness, and prosperity. Chúc mừng năm mới.
nay thì trong cái lúc mà chung vui rồi chúng mình sẽ dùng được đó dinner tối nay, thì trong cái thời gian đó thì tất cả các anh chị mà có khả năng hát góp vui cây nhà lá vườn thì tự nhiên để cho cái buổi tiệc đó được thân mật và vui vẻ. Thì mở đầu chương trình tôi sẽ xin hát một bài 24 giờ phép. 24 giờ phép để thay lời cho Monica là đưa con gái Thiều là đi phép trở về với gia đình trong vòng có 3 ngày rồi lại phải đi rồi. Thành ra hôm tối hôm qua là cháu tới, xong rồi hôm nay là đẹp và ngày mai ở với gia đình thêm ngày nữa là cuối ngày mốt là cháu sẽ đi. Cho nên tôi dùng cái bài 24 giờ phép để nói lên cái tâm sự của người lính được phép về thăm nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi.